Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em một bộ cây với mức giá rất là rẻ, dưới 15 triệu mà vẫn chơi được đủ những tựa game như BBG này, Liên Minh Huyền Thoại này với mức cấu hình gọi là đẹp luôn, hứa và đảm bảo. Ngoài ra ấy, nó còn có tản nhiệt nước và nhìn vô cùng là đẹp đẽ luôn. Và bây giờ mình sẽ chơi thử tựa game BBG cho anh em xem nhé. Cái này thì là sẽ một giải pháp tốt cho anh em trong dịp Tết này. Nếu như mà FA ấy, hoặc là ở nhà không có việc gì làm, chúng ta có thể sắm một bộ cây giá vừa phải thôi, có thể chơi được tựa game bắn súng PUBG rất là hot trên cầu nữa. Nhìn không? Rất là mượt luôn. FPS sẽ rơi vào khoảng độ từ 50 đến 70 cơ. Đây là cấu hình ấy hả? Đấy, chị thấy cấu hình không? Em để custom hả? Em để custom thì nó sẽ gọi như là tối ưu hóa nhất cái cây này có thể. Thì ở đây sẽ là những gì cái cây này có thể chạy. Em để high và medium, toàn high là chủ yếu luôn. Mà FPS vẫn rất là cao, chưa kể ấy, chị nhìn này không? Rất là nhiều quạt, có cả nhiệt nước kìa. Thế là máy rất là mát đấy nhá. Con chip có tản nhiệt nước mà chỉ có lên đến 50 độ C thôi. Nó có rất đâu. Đây nhá, còn cả màn hình nhá, 1050T cũng chỉ lên đến 70 độ là cùng. Nói chung là em thấy rất là mát luôn. À, cái cấu hình chi tiết của em này thì chị biết vừa liếc qua. CPU là Intel Pentium G4560 3.5GHz và cặp màn hình là của MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB, RAM 8GB, DDR4 2004, main thì là H110M Pro VD Plus, nguồn thì là Adreno Tora 420W. Con này trông giống giống cái con mà hồi trước hình như chị làm review một lần rồi ấy. À vâng, nhưng mà con lần trước chị review giá rẻ hơn để biết review đợi em tí chưa nói được. Phải bắn bom đây. Mặc cái bộ đồ trông con điên không? Ôi. Yên tâm. Hức cái là chết mà. Chết rồi. Nếu mà riêng một cái máy lag ấy là em sẽ vào xe giật cái về FPS bị tụt mà, nhưng mà con này được phết. Nó tụt xuống 2-3 là bắt đầu lag vào mắt luôn ấy. Em chơi một con bị thế luôn. Thì đợt trước con chị review là giá hơn 1 triệu thôi, rẻ. Ồ, nhưng mà con này sẽ đắt hơn một chút, thì về thứ nhất là do cái tiền chip nhớ nó bị tăng. Thì theo chị biết ấy, thì làm RAM mà cũng không cần phải có chip nhớ đúng không? Apple với cả Samsung lấy chip nhớ về để làm điện thoại thì sẽ tăng giá thêm một chút ý. Thì họ lấy hết rồi thì còn đâu nữa, thế là sẽ giá thành sẽ bị đẩy nhẹ lên một chút. Chưa kể là mấy cái ông chơi Bitcoin ấy, ông ấy toàn lấy mấy trăm mấy nghìn con cạc màn hình về để đá Bitcoin, cả tiền cạc màn hình cũng tăng lên một chút. Đó, thế nên là cái tiền cây này sẽ bị độ lên. Nhưng mà bù lại thì chị có thêm được tản nhiệt nước. Nó sẽ giúp cho máy đi chơi lâu mà không bị nóng nhỉ? Gọi là xoa dịu, thì mất cái này mình sẽ được cái kia. Thì giá cao hơn mà một chút. Mà mua thì cái đèn LED này này. Dạ. Trông đẹp đẹp ý. Nếu như mà chị mua cây này ở Anphát ý, thì chị sẽ được trợ giá luôn. Chị trợ giá được là mua thêm quạt này, với cả mua thêm đèn LED. Thì em vừa quất luôn con này bên Anphát về mà. Tết này chắc ở nhà thôi. Có về quê gấu chơi không? Với cả cho chị nghe không? Không nghe được tiếng gì cả. Bình thường thằng em là có con máy cây nhá. Nó cứ bật máy lên, nó vào Facebook một tí thôi là máy nó kêu như một cái máy cày luôn. Mà em chơi game BBG nãy nhá, FPS máy nóng các kiểu. Đêm mà chơi bố mẹ cũng không biết. Kiểu chùm máy to, chung chăn trợn. Đây có thằng trước mặt này. Thấy không? Ui bắn nó. Nó đang không biết là. Một mạng. Thật ra con chip này không phải là mạnh ấy, nhưng mà nó có các màn hình với cả RAM tốt. Thế nên là chị chơi có quậy phá hay là chết nhiều nó cũng không lag được đâu. Khi FPS này mà tụt xuống dưới 30 thì lúc đó chúng ta mới gọi là đáng quan ngại. Cơ mà ấy, với 14 triệu đấy thì vẫn chưa có ổ cứng, hơi tiếc. Nên là sẽ phải bỏ ra thêm 1 triệu nữa để mà chọn. Nó có thể chọn SSD hoặc là HDD. SSD thì chọn SSD nếu mà chị muốn mở ứng dụng nhanh này, mở game nhanh. Nhưng mà nó lại không nhiều ghi. Còn HDD thì có nhiều lắm, 1T cơ mà. Tha hồ lưu giữ phim, phọt các kiểu. Mà ăn mà. Mùa hè cứ thả cái này ra ngồi vừa chơi game vừa dí mặt vào đây. Tha chết đi! Yes! Ủa từ đó à, mèo ơi,
ra thường thường ấy máy ở nhà em hơi lag, nên là cứ đến cái lúc này thường máy sẽ giật ấy, vì chơi một thời gian lâu trong chiến trường ấy thì máy nó nóng lên và dễ giật, tụt FPS rất là cao. Nhưng mà với con PC này em thấy cũng tụt nhưng mà nó không lag. Nếu như mà nhắc đến các tựa game PUBG thì thường mọi người sẽ nghĩ rằng sẽ phải build một cái máy PC cây rất là cấu hình rất là khủng đúng không đấy. Nhưng mà bây giờ đã có một giải pháp mới cho anh em, là chúng ta sẽ có một cái bộ cây mà Alphard đã build sẵn, lại còn có cả tản nhiệt này, nước này, quạt này. Và nếu như anh em mua tại Alphard thì sẽ được trợ giá tiền đèn led và tiền quạt nữa. Mà chỉ có 13-14 triệu thôi. Là chơi được PUBG rồi, chúng ta không gặp một vấn đề gì giật lag đúng không? Không đến giật lag được cái nỗi mà không chơi được. Cái máy cây này sẽ thực sự là hữu ích cho những anh em nào mà chỉ chơi những game online và lướt Facebook bình thường thôi. Ngay tại game PUBG này mình đã để cấu hình khá là cao ấy, không phải sắm gì cả. Nên là nếu như anh em có thích ý, hoặc là muốn tìm hiểu xem bộ cây này thì có thể ấn vào link phía dưới, mình đã để sẵn rồi nhá. Ok, bye bye anh em. Cảm ơn mọi người, nhớ like, share, subscribe và bấm chuông nhé. Bye bye, phải top một phát nữa.